ghê. À, máy này đẩy cho cái đi lắm trời. Hình như cái băng tải này là còn băng tải của 68 này nha các bạn. Dàn kỹ băng tải nó dài hơn. Nó dài hơn băng tải 70. Rồi các bạn nha, mọi người cùng xem nha. Hôm nay mình quay cái chiếc máy cắt. Mình thấy nó cũng ngộ lắm nha các bạn. Thì mình thấy cái tem á thì để là 68 nha. Nhưng mà thùng á thì thấy cái bồn á thì bồn của 70. Máy này binh rồi nha các bạn. Hình như xích 70 luôn. Rồi bây giờ máy ảnh đang xuống cắt nha các bạn. Giờ mấy ảnh đang chạy, mình không có quay để cho các bạn xem cận cảnh được ha. Cái dàn quào này thì cũng dàn quào của 70 rồi chứ không phải dàn quào 68 nữa nha. Đó, cái mặt cũng mặt 70 luôn rồi. Mà cái két nước thì còn của 68 nha các bạn. Rồi các bạn xem và tham khảo nha. Cây này 68 lên trời các bạn. Rồi, 68 lên trời các bạn ơi. 68 mà đời 68 vui chứ. Vui vui vui. Nó mạnh ghê trời. Nó dữ. Nó vứt ra đây để mình lội ra quay. Dạ. Cay quá luôn. Rồi, cái này cũng như thể loại máy binh nha các bạn. 68, 68 lên đời. Đây các bạn coi mui nè. Mui vuông này là mui vuông 68 nha. 688 quy và gắn cái đinh gờ của sao luôn mà làm như là lên gần chân 70 hay sao, là chắc lên gần chân 70 bạn thấy tấm tự. Nói chung thùng 88 chạy là đạt nha, mà lên gần chân 70 thì chạy ok. Tại gần chân 70 nó cao hơn và bánh nó bự hơn đó các bạn, bánh tay nằm tắt. Còn 68 mình nó thì chích nó chỉ có 4,5 thôi. Đó cho nên mình lên những chân 70 thì mình đi chống lại nó hay các bạn. Mà thùng nó thì dài hơn. Cho nên chạy là đỡ ra lúa. Đây, 68 rồi chơi tem màu xanh luôn các bạn. 688 ri. Rồi rồi, ok. Rồi, này 68 lên đời. Dần, này chắc chạy dần chân 70 lên hàm dần hòa 70 luôn, nhưng mà thùng là thùng 68 chắc luôn, bồn thì bồn 70 luôn, dần thùng 68 chạy là đạt nha. Là 68 cái thùng nó dài không. Rồi các bạn nhân người cùng xem chạy ha. Màu tem đẹp quá nè. Màu xanh luôn nha các bạn. Tem nè. Rồi mới chạy thấy giạc nha các bạn.
Còn máy này là máy gọi là máy binh nha các bạn. Trời ơi, nó dẻo kìa. Tấm tấm đầu luôn không? Ghê. Máy này đẩy các cái đi dữ lắm trời. Hình như cái băng tải này là còn băng tải của 68 luôn nha các bạn. Dòm kỹ băng tải nó dài hơn. Nó dài hơn băng tải 70. Đọc nhiều ha. Đúng rồi, 68 các bạn coi nè, ngóng ngóng chứ cái hàm nó dài lắm. Hàm dài hơn hàm 70 mình lắm luôn, cái băng tải nó dài đó. Trời. Wow, hôm qua mấy cái đường vườn thấy dễ dàng dữ vậy trời. Quá xa. Hút cái mê không? Nói chung máy này nếu mà bên kiểu này là 70 chạy không có cửa đâu nha các bạn. 70 chạy không đạt bằng sáng chiếc này đâu đó. Tính kỹ là thì chiếc này nó bên vậy là chạy đạt. Tại thùng nó dài đó, băng tải dài nữa. Cắt nó sạch cũng hay luôn. Cái băng tải nó dòm là biết rồi các bạn, nó dài lắm luôn, dài hơn băng tải của 70 cái lắm. Đậu ở đây quay cho nó dễ chứ. Lúa dặn lúa quá cao các bạn ơi, dữ lắm dặn lúa. Cái mặt cái thì 70 luôn á. Yeah, yeah, yeah.
68W các bạn, 68W. 68W nha các bạn ơi. Mà lên dần chân 70. Quá đã luôn. Cái thùng thì vẫn còn 68 nè các bạn. Đây, các bạn thấy bộ tem không? Quá đẹp luôn. Đó, 688W. Quá trời đập chiêu. Chục 68 mà nó bên lên thì 70 chạy không lợi đâu nha các bạn. Tại có cái thùng nó dài, thùng dài hơn 70 mình lắm luôn. Đó cho nên nó chạy rất là đạp. Sạch lúa không ra lúa luôn á. 70 mình đè thùng mình ngắn hơn. Lên dần chân 70. Thùng thì 60, mặt nạ ăn trước 70 luôn nè. Cái bồn hướng lúa cũng 70 luôn. Này nó hay lắm nha các bạn, vận tải nó cũng dài hơn của 70 mình đó, phải cắt rất chậm cũng hay lắm. Cao phê hơi chạy rút chút chút. Cái chân cao ghê luôn à, lên chân 70 mà. À nè các bạn, bánh nó nè. Rồi, số anh em bắt chuột các bạn ơi, làm như có chuột rồi. Nạp thì mê không, nó đứng. Vậy mà không có chuột chắc. Thủ gì? Mấy anh em cũng thủ quá trời thủ luôn mà không có chuột hả? Cao ghê luôn các bạn ơi, lên trên 70 có thấy cao hết hồn luôn ha. Ngái hết vậy.
cao dàn tinh nè bạn, lên bánh 70 luôn nè. Bây giờ cao bự ghê luôn. Cái gì mà không có chuột gì nhiêu á. Quay lên làm gì vậy? Quay mình đăng lên YouTube á. YouTube làm YouTube không? Ừ. Kênh em cái gì? Kênh Phan Quốc Hải. Quay lên có đưa lên YouTube nào? Không đâu. Còn thế giới à chứ không có ngoài. Hả? Còn thế giới à. Tự nhiên thực ra à. Cũng mới làm à. Cái gì em nói tên lại vậy em đăng ký cho Phan Quốc Hải. Phan Quốc Hải. Ừ. Cho lên sóng nha. Nãy quay qua đó gặp em rồi. Về đăng ký ủng hộ không? Làm gì? Lúc gì? Phan Quốc Hải. Mà làm gì bên nghề gì? Nghề cái lúa hả? Thì quay máy cắt vậy nè. Quay đăng máy cắt không à? Có không? Có lên không? Có chứ, đụng rồi mày được lên sóng là ngáy thấy mày đó. Phải không? Thấy rồi. Chuyện với anh biết anh. Chuyện mới đăng. Đập đâu. Chuột ha, ít chuột ghê vậy. Ủa giờ mấy anh em không có chuột thì chụp nhái đỡ luôn các bạn. Không có chuột chụp nhái luôn các không bạn. Có chuột chụp nhái luôn các bạn. Ủa bạn ngồi nguyên khu con chạy nữa phải sức con một cái nữa quá tài luôn. Làm anh em trong trời nhóc hết trơn nè các bạn, trong trời tính chờ bắt chuột chết luôn, chết luôn. Không có chuột chụp nhái đỡ.